Xin chào các anh chị và các bạn, chúng ta sẽ lại tiếp tục chia sẻ với nhau những kinh nghiệm về tuyển dụng và kinh nghiệm về tìm việc thành công, được chưa ạ? Sau khi chúng ta làm xong CV, chúng ta chuẩn bị các cái buổi phỏng vấn, chúng ta phỏng vấn thành công, chúng ta đã vượt qua được các cái đối thủ để chúng ta được đi làm. Thì thường hiện nay các công ty nó sẽ có một cái phần, đó là phần thử việc. Thì lúc này bạn vẫn có thể đối mặt với vấn đề là gì ạ? Tất cả công của các bạn đấy, nó sẽ trở thành công gốc, được chưa ạ? Ý tôi muốn nói là gì? CV ngon, sáng tạo, phỏng vấn hay, ngon lành, nhưng đi làm mới lộ ra là mình không biết làm gì cả, do mình thiếu kỹ năng nghề nghiệp. Thế thì bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về việc là gì ạ? Làm sao để thử việc thành công? Làm sao để thử việc thành công thì các bạn sẽ thấy là như này. Điều đầu tiên tôi muốn các bạn hiểu, biết, đó là các bạn đọc luật về lao động. Điều đầu tiên là các bạn đọc về luật về lao động. Thì trong luật lao động nó sẽ có cái phần quy định về thử việc. Bởi vì nhiều người là đi làm hiện nay là bị các cái công ty, các cái chủ doanh nghiệp người ta bắt nạt do không hiểu biết về luật lao động. Bắt nạt ở đây theo cái cách là gì? Họ có thể thu cái này, giữ cái kia, họ bắt bí mình. Nhưng phải đọc luật lao động để mình biết, để mình bảo vệ mình. Bởi vì khi đã đi làm, mình là một người lao động thì mình sẽ tuân thủ đúng pháp luật của quốc gia đó, cụ thể là Việt Nam. Ok, nó có quy định về thử việc, nó có quy định về làm việc chính thức, nó có quy định về tiền lương. Ví dụ như là bây giờ tôi bảo là bạn làm thử việc lương 50%, bạn có chịu không ạ? Bạn có thể sẽ chịu, đúng không ạ? Vì bạn yếu thế. Thì pháp luật họ quy định lương thử việc là 85%, tôi giả sử thế. Thì mình phải biết. Ý thứ hai là mình phải làm sao để xác định là mình có thể tồn tại được trong môi trường thử việc nếu như mình muốn ở lại công ty này. Còn tất nhiên thử việc là cái quá trình mà để hai bên cùng tìm hiểu nhau một cách thực tế, là doanh nghiệp tìm hiểu ứng viên xem là có đủ năng lực, có làm việc được không, ứng viên xem là doanh nghiệp có phù hợp văn hóa hay không, phù hợp tiền lương hay không, hay là hai bên đều cảm thấy không phù hợp với nhau. Thì lúc này là cái lúc mà chúng ta sẽ có thể nói lời chia tay. Một trong hai người sẽ nói lời chia tay, đúng không? Giai đoạn này mình nói vui vui, nó giống như giai đoạn sống thử tiền hôn nhân, được chưa ạ? Thế thì để mà vượt qua được giai đoạn này, với tư cách mình là một ứng viên, một người đi tìm việc, thì đầu tiên là tôi đã hướng dẫn các bạn là phải hiểu biết về pháp luật rồi, đúng không? Thứ hai là mình phải làm việc xác định luôn là như là người đã đi làm chính thức rồi, chuyên nghiệp luôn, chứ không phải mình không có tâm lý nào, đây là mình đang đi làm thử, làm chơi chơi. Ví dụ người ta bảo là làm 4 tiếng một ngày là làm đúng 4 tiếng một ngày, làm chơi chơi không. Những người chủ doanh nghiệp, những nhà tuyển dụng, họ luôn luôn muốn nhìn thấy chúng ta là những ứng viên mà rất là chăm chỉ, rất là làm việc chuyên nghiệp, không coi mình là người ngoài, không coi mình là người thử, không coi mình là người mới, mà hãy coi mình như là một người đã làm việc ở đó lâu rồi, rất là tích cực, rất là chủ động, rất là chăm chỉ, rất là hiệu suất, đúng không ạ? Hiệu suất công việc tốt, hiệu quả tốt, có nhiều ý kiến đóng góp tốt, thái độ tích cực, đúng không ạ? Tâm trạng rất là vui vẻ, cống hiến. Thế thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua cái giai đoạn thử việc này, đúng không ạ? Chứ đừng có đến với một cái tâm trạng là làm thử, làm hộ, mặt mũi thì buồn rầu, đi làm lúc nào trông phờ phạc, đêm qua là chơi game cả đêm hay là đi phượt cả đêm thì rất là mệt mỏi, xem bóng đá cả đêm, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Vâng, thì hãy thể hiện mình là một cái nhân viên chính thức, là một cái nhân viên rất là gương mẫu. Hãy quan sát, đúng không ạ? Hãy quan sát để mình làm theo những người ở công ty đó, làm đúng những cái quy định của công ty đề ra. Ví dụ như là giờ làm việc 8 giờ thì đúng 8 giờ đã đến, 8 giờ 5, 8 giờ đã đến trước rồi. Đấy, trang phục lịch sự, ngay ngắn, hoặc là công ty yêu cầu mặc đồng phục thì hôm nào cũng mặc đồng phục, ăn mặc đẹp, đi làm đúng chất công sở luôn. Đấy, thì mình đang làm gì ạ? Mình đang thử mà, thì mình phải làm cho nó thành thật luôn, chuyên nghiệp luôn, đúng không ạ? Rồi, tiếp tục, đấy là mình phải học hỏi công việc một cách nhanh chóng, đúng không ạ? Mình học hỏi một công việc nhanh chóng là như nào? Mình nhận việc, mình có bản mô tả công việc, mình học hỏi trong nội bộ công ty, các phòng ban, các quy trình, mình đi giao tiếp, mình đi trò chuyện, mình học hỏi trong giờ nghỉ trưa, giờ nghỉ tối, trên group, mình cà phê chém gió thêm với các đồng nghiệp để mình học hỏi về công việc, mình tiếp thu, tiếp cận công việc nhanh và có hiệu suất ngay.
đúng không ạ? Chứ không phải là mình cứ nghĩ là mình cứ thử việc, mình cứ khoanh tay ngồi chơi này, mình nhìn ngó đánh giá comment, không không, người ta muốn là mình thò tay vào việc luôn, bắt tay luôn, triển khai luôn, có kết quả luôn. Ok. Đấy, mình cũng đặt ra các KPI cho chính mình trong cái quá trình đi thử việc. Tất nhiên KPI nó có thể hơi thấp một chút để mình đạt được cái KPI đấy, đúng không ạ? Mình hòa hợp với văn hóa công ty, mình tiếp cận được công ty và mình lựa chọn được các cái vị trí công việc phù hợp với mình từ trước đó rồi, đúng không ạ? Vâng. Thế rồi thì mình phải chủ động được các cái yêu cầu công việc và mình đạt được cái kết quả. Đấy. Người ta sẽ nói là những gì bạn thể hiện, những gì bạn đạt được, nó chính là cái minh chứng cho cái nỗ lực của bạn. Không nói nguyên nhân, chỉ nói kết quả, không giải thích, chỉ nói giải pháp. Cái quá trình làm việc của mình là mình hòa đồng với đồng nghiệp, mình có những đóng góp, mình có những công việc, mình có những bản hợp đồng, mình có những cái doanh số mang về, giả sử thế. Thì rõ ràng là sếp sẽ hỏi ý kiến trưởng phòng sẽ hỏi ý kiến mọi người và bạn sẽ được nhận, đúng không ạ? Thậm chí bạn còn có những cái cơ hội thăng tiến nếu mà bạn làm xuất sắc, đúng không ạ? Bởi vì sau quá trình thử việc, ví dụ 1 tháng, 2 tháng, thậm chí bạn làm 2 tuần ngon phát, người ta có thể cho bạn lên lương chính thức ngay. Làm lương chính thức 1-2 tháng ngon phát, cho bạn lương cao ngay, bởi vì nếu không người ta sẽ mất bạn, bởi vì bạn có quá là tài năng, đúng không ạ? Đấy. Thế thì lúc này là bắt buộc là bạn phải thích nghi với công việc và bạn phải áp dụng các kỹ năng nghề nghiệp vào. Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng soạn thảo hợp đồng, kỹ năng máy tính, kỹ năng internet, đúng không ạ? Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng bán hàng, kỹ năng marketing, rất nhiều các kỹ năng khác để hoàn thành công việc của mình. Kỹ năng giải quyết vấn đề, được chưa ạ? Vâng. Nếu như mà chúng ta chưa biết một công việc gì thì chúng ta cứ thoải mái hỏi người quản lý cấp trên của mình, apply của mình, đúng không ạ? Rồi hỏi giám đốc của mình, hỏi sếp của trực tiếp của mình, hoặc là sếp gián tiếp của mình để tránh hiểu lầm, hiểu sai. Đấy, hoặc là mình thấy những cái vướng mắc trong quá trình làm việc thì mình nên mình gặp, mình đề xuất, đúng không ạ? Vâng. Thế sau đó thì mình thấy là dần dần mình phải thích nghi, bởi vì một cái công ty mình mới đến, một cái doanh nghiệp mới đến, nó sẽ có văn hóa riêng, nó khác với những gì mình đã tưởng tượng hoặc là khác với công ty trước đó. Thì mình phải học cách làm quen, hoặc là dần dần mình có tiếng nói rồi thì mình sẽ thay đổi dần dần cái văn hóa nếu như nó thiếu tích cực. Còn nó mà đã tốt rồi thì bạn chưa thể nào thay đổi nó được ngay hay không. Còn nếu mà một cái quá trình mình làm 1 tháng, 2 tháng và mình nhận ra rằng mình không phù hợp với môi trường này, mình không phù hợp với công việc này, mình không phù hợp với cái mức lương này, thì mình có thể xin rút trong cái sự lịch sự, đúng không? Thì tí nữa ta sẽ bàn về cái chuyện là rút sau, được chưa ạ? Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về công ty, tìm hiểu về văn hóa, tìm hiểu về môi trường làm việc, các cái điều khoản, điều lệ, hệ thống ban giám đốc, hệ thống văn bản giấy tờ, cách thức xử lý công việc. Đấy, rồi thì cách thức phối hợp với các cái phòng ban để làm sao mà chúng ta hiểu sâu về doanh nghiệp, chúng ta hiểu sâu hơn nữa những bí quyết của doanh nghiệp, những doanh nghiệp mà đang thành công, đối tác của doanh nghiệp, đối thủ của doanh nghiệp, những bạn hàng, vân vân. Thì nếu mà bạn nắm bắt được những bí quyết như thế sớm thì bạn là sẽ trở thành cái key person, là người quan trọng trong công ty đó, đúng không ạ? Và chúng ta hiểu sâu về vấn đề nội bộ, hoặc thậm chí chúng ta có thể can thiệp được và đưa cho ban giám đốc được những cái lời khuyên liên quan đến cái công ty mà không nhất thiết là phải trực tiếp là nằm trong phòng ban của chúng ta. Đấy. Và đặc biệt nữa là chúng ta cần phải có một cái mối giao tiếp và hòa thuận, rồi thì cởi mở, hòa đồng với đồng nghiệp trong phòng ban của mình, rồi thì các phòng ban khác, và đặc biệt là với sếp, là những người sẽ trực tiếp tuyển dụng mình, những người trả lương cho mình theo một cách rất là tích cực, đúng không ạ? Và mình có thể hỗ trợ công việc cho sếp, mình có thể cống hiến năng lực, mình có thể góp ý, mình có thể là trao đổi, mình có thể trò chuyện, chứ không phải là mình húm núm, mình quỵ lụy, mình bợ đỡ, đúng không ạ? Mà hãy làm theo cái phong cách là tích cực, theo con người của mình. Đấy, thật thà, tốt bụng, tốt tính, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, giảm những cái xung đột, bởi vì mới bao giờ có sẽ có những xung đột. Khi tôi đi làm đấy, tôi cũng có những cái xung đột, thì mình đặt cái tôi xuống và mình suy nghĩ về cái tất cả, nhìn vào cái mục tiêu là của công ty, vì công ty. Chúng ta đều là những người đi làm thuê, chúng ta đều là những người mà có hiểu biết, thì chúng ta sẽ đặt cái tôi xuống, chúng ta nhìn về mục đích lớn lao hơn và dùng những cái kỹ năng tích cực như là cảm xúc tích cực, tư duy tích cực, kỹ năng nghề nghiệp tích cực để làm sao mà giải quyết được vấn đề tốt nhất. Và lúc đấy bạn sẽ thấy yêu công ty,
bạn thấy yêu đồng nghiệp, bạn sẽ muốn đến văn phòng làm việc. Thử tự hỏi rằng là nếu buổi sáng bạn soi vào gương, bạn không muốn đến nơi đó làm việc thì nó rất nặng nề biết bao, đúng không ạ? Nhưng bạn rất thích, bạn rất hào hứng vì đến đấy có những người đồng nghiệp rất vui vẻ, công việc rất tốt, thu nhập rất tuyệt vời. Thế thì quá là thích rồi, đúng không? Đấy, rồi thì mình có thể hỗ trợ đồng nghiệp, mình phải có văn hóa hỗ trợ cho đồng nghiệp, hoặc là mình phải bày tỏ cái sự nỗ lực cao hơn nữa cái trong cái thời gian thử việc. Ví dụ họ chỉ cần yêu cầu 100%, mình có thể phải nỗ lực đến 150-200% luôn, đúng không ạ? Đấy, thì mình hòa đồng với đồng nghiệp, mình giúp đỡ đồng nghiệp, mình học hỏi đồng nghiệp. Thế thì họ sẽ là những người sẽ bảo vệ mình, sẽ chỉ cho mình những cái lỗi và sẽ giúp đỡ mình nhìn ra tiến bộ nhanh hơn, đúng không ạ? Hãy đặt cái tôi xuống, hãy học hỏi, hãy lắng nghe nha. Bởi vì học hỏi là tốt, lắng nghe là tốt. Đấy. Thế rồi thì mình đừng có vi phạm cái nội quy quy chế gì nghiêm trọng. Ví dụ như là gian lận, rồi thì nói dối, rồi thì ăn cắp, ăn trộm, đánh nhau, rồi thì làm việc không hiệu quả, đi làm không đúng giờ, bê tha, cãi vã, rồi tạo ra những cái văn hóa xung đột trong công ty. Thì có rất nhiều những cái lý do có thể khiến bạn bị sa thải, khiến bạn bị từ chối trong ngay trong những tuần đầu tiên. Thế thì mình sẽ phải tuân thủ những cái quy định, mình phải có ý thức cao, mình phải có thái độ tốt, mình phải có tư duy tích cực, đúng không ạ? Rồi thì đôi khi là mình, nếu như mà mình nhận ra là văn hóa của công ty không tốt thì mình có quyền từ chối, chứ đừng có để cho người ta đuổi mình. Và ngược lại là nếu như mình thấy văn hóa ở đấy rất tốt, mình muốn đóng góp, muốn cống hiến thì hãy tích cực, chủ động và làm cho cái công việc của mình trở nên tốt hơn. Đấy là cách mà tuyệt vời nhất mà để chúng ta có thể là bắt đầu một công việc. Đôi khi có thể sẽ có những khó khăn, có thể bị đồng nghiệp chơi xấu, đồng nghiệp nói xấu, rồi có những cái bức bối, cũng có những cái mà không đúng về bản thân mình, thì cũng cứ từ từ, thời gian sẽ trả lời. Cây ngay thì không sợ chết đứng, đúng không ạ? Các bạn đừng sợ cái chuyện đó. Thế rồi thì cũng đừng quá lo lắng, đừng quá hồi hộp, đừng quá sợ hãi. Bạn cũng đừng quá tự tin, vênh váo, đúng không ạ? Cái gì quá cũng không tốt. Vui thôi, đừng vui quá. Ở trên mạng bọn nó bảo thế đấy ạ. Và cái gì cũng ở trong mức độ là tích cực, nhiệt tình, nhiệt huyết, và tư duy và chủ động. Nhưng không sợ hãi, cũng không tự tin quá, đúng không ạ? Không bảo thủ, cũng không là hóng hớt học hỏi một cách là cái gì cũng vơ vào mình. Nên có những cái nguyên tắc về nghề nghiệp, và trong cái thời gian thử việc thì hãy học không ngừng, ghi chép lại, đi đâu cũng có một cuốn sổ sẵn sàng ghi âm, ghi chép lại, cái này hay quá em ghi chép lại, cái này hay quá em ghi chép lại. Và ai chỉ cho mình hãy cảm ơn người ta, ai mắng mình hãy cảm ơn người ta, đúng không ạ? Ai giúp mình hãy cảm ơn người ta. Với một cái tâm thế tích cực như vậy thì bạn không bao giờ lo về cái chuyện là bạn bị thất nghiệp, bạn không có việc làm hay bạn không tuyển dụng được. Vì những lời khuyên của tôi dành cho các bạn đều là những lời khuyên rất chân thành và rất tích cực, đúng không ạ? Vâng, nếu như mà các bạn có bất kỳ cái thảo luận nào thì hãy chia sẻ với tôi, hãy mail cho tôi, hãy trò chuyện với tôi, hãy cho tôi biết nhé. Email của tôi là phananhonline@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.